Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở đây vào cái giờ khuya khoắt như thế này. Ở cái khung giờ này là có những người đã ngủ ngon thì cũng có những người đã bắt đầu đi làm. Giống như bản thân tôi là tôi vừa mới kết thúc công việc xong. Thì chúng ta thấy rằng là những ngày Tết đến này, không khí nó se lạnh, ai cũng muốn nghỉ ngơi cả. Cho nên có những người ôm một cái cục tiền là đi mua, đi sắm, đi sửa. Thì cũng có những người hiện giờ là họ đang phải lo lắng, không biết lấy tiền ở đâu ra để ăn Tết. Đó là xã hội. Cho nên tôi thấy rằng là bây giờ trên mạng nhan nhản dạy nhau cái cách kiếm tiền. Kiếm tiền rất dễ. Nó làm như là tiền là rác nó rớt ngoài đường, muốn đi đâu lụm kiếm triệu đô rất dễ. Thì chính vì vậy đa phần mà những người mà kiếm tiền mà nhiều ở hiện nay, thì chúng ta biết có những câu như là: nếu các bạn có tiền các bạn hãy đầu tư vào bất động sản. Ủa, ai không biết đầu tư bất động sản có tiền? Đó, mua một miếng đất ban đầu là chỉ cần vài chục, mấy chục triệu một mét vuông, đó, để một thời gian lên mấy trăm triệu mét vuông, ok. Nhưng mà để mua được miếng đất mấy trăm triệu, tôi đào ra mấy trăm triệu. Đơn giản là các bạn nghĩ coi, nếu đi làm công, lương của trưởng phòng hoặc là giám đốc của một công ty lớn bây giờ dao động từ 30 cho tới 50 triệu. Chỉ có một số ít các lĩnh vực là trên 50 triệu, thậm chí là cả trăm triệu, nhưng không phải là đa số. Vậy thì trung bình là từ 30 cho tới 50. Nhưng mà để có được cái mức lương và cái chức vụ mà cỡ trưởng phòng với giám đốc thì các bạn phải ở độ tuổi như thế nào? Cho nên những người mà tầm khoảng 20 mấy tuổi mà có thể rằng lên tới cái vị trí đó thì thật sự họ rất giỏi. Và số lượng này là rất là hiếm, rất là hiếm đó. Thậm chí rằng các bạn tự kinh doanh đi thì các bạn cũng cần có cái vốn. Vậy thì cái vốn ở đâu ra để mà mua miếng đất xin lời? Cái vốn ở đâu ra để mở một cái cửa hàng hay ở công ty? Đó, ở đâu ra? Cho nên rất nhiều người nói rằng người trẻ bây giờ giỏi lắm, nó có thể kiếm ra nhiều tiền vân vân. Vấn đề là cái chữ vốn từ đâu ra? Thì tôi nói hầu hết, nếu mà gọi rằng là kiếm tiền sạch, khá sạch đó, mà có vốn làm ăn ngay, đó là thừa kế. Nếu mà ba mẹ các bạn có tài sản cho các bạn món tiền thì đương nhiên nếu các bạn biết làm ăn, các bạn đi mua đất hay gì đó rồi các bạn đẻ ra tiền thêm đó, thì các bạn nói là tao đâu có lừa đảo hay đâu. Thì cái mà an toàn nhất hiện giờ đó là thừa kế. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc mà họp quốc hội vừa rồi thì chúng ta cũng nghe có ý kiến cho rằng là bây giờ rằng để mà coi như hợp thức hóa những cái tài sản mà tham nhũng thì một số cán bộ là coi như rằng là cho con cho cái mình thừa hưởng đó. Vậy thì chúng ta không thể nào mà can thiệp vào những cái tài sản mà thừa hưởng được đó, trừ khi rằng là có dính líu tới những việc mà cần truy thu. À, vậy thì rằng là phải có những cái luật mới cho con của những người này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính chuyện đó sau. Nhưng ngoài cái thừa kế ra thì còn có rất nhiều cách khác để kiếm tiền. Thì đây là một số cái mà tôi liệt kê. Chúng ta dùng mạng xã hội để tạo thị phi, lừa đảo, cho vay nặng lãi, đa cấp, bóc lột, tham nhũng, thừa kế, hoặc là chúng ta tận dụng cái vốn tự có. Đó, thì ở trong video này tôi sẽ nói cho chúng ta về từng cái và có những cái dẫn chứng. Thứ nhất là đi vào cái mạng xã hội tạo thị phi. Thì ở đây dạo gần đây có rất nhiều người cố gắng làm YouTube, làm TikTok. Tại vì là càng nhiều người theo dõi thì họ được trả tiền càng nhiều. Cho nên nó đẻ ra đủ loại cái clip vô bổ. Là nếu các bạn coi nào cái clip mà học viện YouTube của Văn Lát, trời đất ơi, tắm nước ngọt, thậm chí rằng là ăn cả phân, miễn là nó tạo ra tiền. Và đây là một trong những nhân vật mà cũng ngồi trên mạng khoe rằng là mình kiếm được nhiều tiền nhờ mạng xã hội. Đây là cái số lương tháng này của tôi. Và tiền của tôi kiếm được từ cái sức lao động chân chính của tôi. Tôi không có đi trộm cắp, tôi không có làm việc gì xấu xa để mà có đồng tiền như thế này. Tôi kiếm được từ những đồng tiền mà những bạn thường hay nói tôi khùng điên. Còn những bạn, những người bạn hiểu tôi thì tôi chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi rất quý báu. Okay. Rồi, anh này là Thánh Lầy Vlog thì cũng có là mấy trăm ngàn người theo dõi ở trên mạng.
thì anh ta làm sao mà để có được cái số lượng người theo dõi? Thì đây là một trong những cái clip của anh ta, chúng ta coi nha. Uống trà sữa bằng bô, ba anh cầm ba cái bô ra đứng ngoài đường ăn, cắt cái đầu nhuộm cái chỏm vậy đó. Đó, để mà người ta theo dõi là làm những cái clip như thế này để mà có cái danh thánh lầy. Tiếp tục lấy bô đội lên đầu đi ăn sáng. Vậy thì đó là cái cách mà anh ta nổi tiếng và kiếm tiền. Và anh ta nói rằng đó là cái đồng tiền chân chính, không đi trộm cướp của ai cả. Thì đương nhiên để mà làm những cái này thì phải có khán giả. Cho nên những người mà theo dõi và thích thú những cái video clip này thì tôi nghĩ cái dân trí của những người này cũng khủng khiếp lắm chứ không phải thường đâu. Và đối với lại anh Thánh Lầy này, anh cầm cái cọc tiền anh đưa ra. Nhưng anh có nghĩ đến một điều rằng là một ngày nào đó con anh lớn lên, nó đi học rồi bạn của nó coi được cái video clip, nói ủa hôm bữa ba mày đi học phụ huynh, trời tao thấy ba mày lên mạng đội bô đi ra đường nha, trời tao thấy ba mày ăn cơm bằng bô nha. Hồi xưa nam tử hán đại trượng phu, người ta thậm chí là quỳ xuống dưới kẻ khác, cúi đầu xuống dưới một cái kẻ mà lộng hành là người ta đã thấy nhục rồi đó. Chui qua háng một cái kẻ khác để mà làm việc lớn là những cái người mà vĩ nhân đó, vĩ đại. Vậy mà bây giờ cũng có những người rằng là cầm được cái cọc tiền tự hào tôi kiếm tiền mà cách tôi đổ cái bô lên đầu và không biết nhục, và cho đó rằng là một cái điều mà chân chính. Vậy thì những đứa trẻ em khác bây giờ nó cũng kiếm tiền bằng cách nó tạo ra những cái clip vớ vẩn như vậy nè, là nhờ những cái thánh lầy như thế này đây, phá nát luôn cả về cái xã hội, cái điều đúng đắn, cái gì gọi rằng là cái bản lĩnh của một nam nhi nha, là đã bị xóa sạch nhờ các anh đó ha. Cho nên các anh càng nhiều người xem thì tôi thấy càng nguy hiểm. Và những người xem mà ủng hộ anh này thì tôi hiểu đa phần cũng là gọi là cái giới ha, mà suy nghĩ nông nổi, hay chúng ta gọi là trẻ trâu đó. Rồi, đó là cái vấn đề về mạng xã hội. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ qua tới cái mảng mà lừa đảo để kiếm tiền, hay là còn gọi là đa cấp. Thì trước hết là chúng ta sẽ đi vào cái mảng mà lừa đảo. Tôi cho các bạn coi một cái video về một trong những anh gọi là KOL, tức là người dẫn đầu xu hướng, một trong những CEO trẻ lên mạng hay nói đạo lý và cũng kiếm được rất là nhiều tiền, chụp hình trên những chiếc xe sang, rồi những chuyến du lịch đắt tiền đó. Và có một cái clip anh này đã hướng dẫn là làm sao để kiếm được 1 triệu đô dễ dàng. Nhưng cái kết của anh này là gì? Hiện giờ là bị công an bắt bởi vì lừa đảo tới 57 tỷ. Thì anh ta làm sao như vậy? Chúng ta cùng coi cái video nha. Vừa nói đạo lý dạy cách làm giàu, làm ra 1 triệu đô không khó, vị CEO trẻ tuổi sang chảnh bị bắt ngay vì lừa đảo 2,5 triệu đô. Jason Nguyễn tên thật là Nguyễn Khánh Nguyên, sinh năm 1988, từng là du học sinh Singapore. Nguyên được biết đến là quản lý của hàng loạt KOL đình đám, đồng thời xây dựng hình ảnh bản thân là CEO giỏi giang, sáng lập và điều hành 3 startup công ty triệu đô, nhiều lần chia sẻ về những đạo lý trong cuộc sống, triết lý thành công, kinh nghiệm làm giàu của mình. Nguyên liên tục đăng tải hình ảnh về cuộc sống giàu có, sở hữu xe sang và những chuyến du lịch đắt đỏ. Theo anh thể hiện, ở độ tuổi 30, Nguyên đã đi du lịch đến 25 quốc gia, mỗi chuyến đi đều hết sức tốn kém. Tuy nhiên mới đây, vị CEO trẻ đã bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn lên đến 57 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 23 tháng 11 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Jason Nguyễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Google, biết ông Philip Lee có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip. Nguyên nói với ông Philip là mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Google Glove. Nguyên còn dàn dựng công phu bằng cách copy trên mạng và tạo dựng một số hình ảnh
về nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Google Glove, thuê kho mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế đóng gói nhãn hiệu Google Glove hoặc đóng hộp giống bên trong không có găng tay y tế, rồi quay video clip để chứng minh. Lấy được lòng tin của đối tác, Nguyên ký hợp đồng thỏa thuận bán 10 triệu hộp khẩu trang cho Philip Lee vì khách hàng cũng đã chuyển vào tài khoản công ty của Nguyên khoảng 57 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, Nguyên không có hàng để giao và trốn tránh trách nhiệm nên đã bị khởi kiện. Trước khi sự thật được phơi bày, thanh niên này thường xuyên chia sẻ những lời đạo lý, triết lý thành công. Chỉ mới đầu năm 2020, Nguyên gây chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ bài chia sẻ gây bão mang tên 1 triệu đô có thực sự khó kiếm. Trong bài viết, thanh niên này đã nói về 8 bài học quan trọng nhất mà bản thân đúc kết được từ khi mở chân ướt chân ráo bước vào hành trình làm giàu. Trong đó hai điều đầu tiên anh ta nói bao gồm: làm ra 1 triệu đô không khó, nhưng sẽ rất vất vả nếu ngay từ vạch xuất phát bạn chỉ chăm chăm nhắm đến nó. Và đi cùng với tiền tài là cái giá mà không phải ai cũng biết. Tới lúc này mọi người đã hiểu ra vì sao CEO đẹp mã kia mạnh miệng tuyên bố điều số 1: làm ra 1 triệu đô không khó, bởi ý dễ dàng đưa đảo số tiền lên đến 2,5 triệu đô. Có điều CEO có vẻ quên mất điều số 2: đi cùng với tiền tài là cái giá không phải ai cũng biết. Đúng là người hay nói đạo lý, trong trường hợp của CEO Nguyên sống không được tốt cho lắm. Rồi, đó là một trong những anh chàng 1 triệu đô không khó kiếm. Và cuối cùng rằng là để đánh bóng cái bản thân thì chúng ta thấy rằng là phải lừa đảo. Đánh bóng trước, lừa đảo sau. Và mới gần đây cũng có bạn gửi cho tôi cái post về Nhật Hạ, chủ shop thời trang Hoa Cho Em, cũng là người hay nói chuyện mà đạo lý chia sẻ cuộc sống. Thì mới gần đây cái post là chia sẻ rằng là cô này để mở được cái shop thời trang bán đồ hiệu ngay trên quận nhất, thì cô này đã vay tiền chính từ cái người bạn trai cũ của mình, rồi sau đó rằng là chặn anh này. Rồi cũng một số người khác thấy cô này rằng tốt, hợp tác làm ăn, góp vốn cho cô. Nhưng mà lúc đó là cô lại nhập nhằng về sổ sách tài chính. Có lúc rằng là cô nói rằng cô cần tiền để lấy hàng, cho nên rằng là cần vài chục triệu. Thì người ta chuyển tiền cho cô xong cũng không có hóa đơn chứng từ. À, rồi sau đó rằng là lấp liếm, cho tới khi mà họ làm gắt thì lại là chối bay chối biến, hoặc là coi như là chặn, không trả lời, không gọi điện. Và đó lý do mà một trong những người mà bạn bị cô ta lừa đã tạo ra là cung cấp những cái hình ảnh, những cái lời nhắn và đưa lên mạng. Cho nên phốt của Nhật Hòa, Hạ Hoa Cho Em, các bạn có thể kiểm tra hiện giờ rất là nhiều. Thì đa phần những đối tượng này, cái tiền đầu tiên mà họ có để làm vốn là từ chính anh em bạn bè xung quanh mượn quỵt, mỗi người vài chục hoặc vài triệu, rồi sau đó quỵt. Thì các bạn có thể thấy rằng cái clip mà tôi đã làm là trốn nợ và đa cấp đó, đa phần là nó lấy cái lòng tin của những người xung quanh để mà nó gom vốn trước, rồi từ cái gom vốn đó nó có rồi thì lúc này nó mới chuyển qua làm ăn nghiêm túc. Cho nên từ lúc này là nó bắt đầu nó nói đạo lý, à, để rồi nó tiếp tục những cái quả lừa mà cao cấp hơn đấy. Rồi, một trong những cái cú lừa cũng giống như vậy, đó là về cái mảng mà buôn bán các thực phẩm chức năng. Và như hôm bữa là tôi có làm một cái video về anh Cường Ken, một cái tên xì ke xăm mình mà tối ngày lên mạng khoe rằng nhà giàu, mua được xe hơi, xe này xe nọ. Thì cuối cùng là Nhân Dân TV, đài truyền hình Nhân Dân đã đưa cái tin về cái thực phẩm chức năng này và chỉ đích danh là công ty Cường Anh đã bán những cái thực phẩm mà không bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Thì chúng ta coi đây. Theo tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Cục đang chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà Slim Cường Anh với số lô là 010320, ngày sản xuất là 1 tháng 3 năm 2020, hạn sử dụng là 28 tháng 2 năm 2021. Để bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các lô trà Slim Cường Anh nêu trên, cũng như sản phẩm đang quảng cáo vi phạm trên các trang mạng. Rồi, chúng ta thấy rằng là cái tác hại của cái sản phẩm này như thế nào? Thì đây là lời của một bạn mà mua. Chúng ta cùng nghe cái hậu quả của nó nhé. 22 tuổi, thu nhập 3 triệu rưỡi một tháng với công việc lau dọn vệ sinh.
cân nặng 60kg, khiến cô gái này mặc cảm và uống thuốc giảm cân từ người quen. Một tháng sau, trọng lượng giảm hẳn 10kg, kèm theo đó, cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chân tay sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, suy gan cấp, suy thận. Có chị đó trong văn phòng, chị bán cho em, chị nói em là thấy mập quá, bán cho mình uống bớt cho giảm bớt. Dạ, giá em mua là chị bán cho em là 500.000 một củ. Liều lượng của em uống là mỗi ngày là một viên. Bài học đó là suy thận giai đoạn cuối, kèm theo những cái rối loạn điện giải, rối loạn về chức năng của gan, chức năng của thận. Trong 3 tháng, bệnh viện đã tiếp nhận đến 3 nữ bệnh nhân. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy. Một cái hũ 500.000, lương tháng 3.500.000, bởi vì là bị người ta chê về ngoại hình cho nên cắn răng để mua. Và mấy bạn thấy một điều là gì? Chính những người mà bây giờ làm nhân viên là đi lấy hàng của những cái tên này về bán lại. Và tụi nó gọi đó là đại lý. Đó là một cái hình thức đa cấp đó. Nha, đại lý. Cho nên rằng là chẳng cần biết rằng là cái thực phẩm đó là đăng ký chất lượng như thế nào, kiểm định của ai. Lên mạng chụp 3 cái tấm hình là cầm cái giấy khen hàng chất lượng Việt Nam gì đó. Thế là ùn ùn tin vào sản phẩm. Mà sau đó rằng là người tiêu dùng người ta uống vào, cuối cùng suy gan suy thận, phải nhập viện. Giảm cân không? Có giảm. Giảm 10kg đó, giảm đến mức vô bệnh viện luôn. Thì lúc này rằng ai sẽ đền bù cho họ? Ai trả tiền viện phí cho họ? Cái thằng cường ke, cái thằng xì ke đó, nó có trả cho cô này hay không? Thật sự ra bây giờ nó vẫn lên TikTok. Các bạn lên TikTok nó vẫn sung sướng. Nó tới 1.600.000 người theo dõi. Mặc dù người ta vô chửi nó từ trên xuống dưới, nhưng mà nó vẫn tự hào và nó kiếm ra tiền. Và nó vẫn tiếp tục khoe xe khoe nhà. Và xen lẫn trong đó là vẫn có những thanh niên mà ngu muội vô thần tượng. Anh cứ mặc đi, người ta nói gì em vẫn tin anh. Nó khốn nạn ở những cái đứa mà nó chỉ cần nhìn vào tiền và nó sẵn sàng tiếp tay cho thằng cường ken này đã có thêm nạn nhân. Bằng cách nào? Nó lấy sản phẩm của thằng cường ken này nó đem bán, nó dụ tiếp người ta. Giống như cái cô gái lao công này mua từ một cái người chị trong công ty, trong văn phòng, thì cái người chị khốn nạn đó cũng là một người tham tiền lấy hàng của những thằng như thế này. Chúng ta thấy không? Đó, thì cứ thần tượng tụi nó hóa ra tạo ra ngu muội. Và mới đây là có một cái clip, đó là một anh đã xông thẳng vào một cái công ty đa cấp để mà cứu thoát những cái em mà sinh viên, những em trẻ tuổi với hy vọng làm giàu. Và cuối cùng rồi là gì? Là tụi nó đánh, tụi nó bịt mặt, nó cầm gậy cầm cây, nó đánh đuổi cái nhóm người tố cáo này. Và sau đó nhóm người này đã phải là nhờ công an là hỗ trợ để bắt cái thằng cầm đầu. Và các bạn nhìn cái thằng cầm đầu cũng mặc vest đầu trọc. Bây giờ người thành công model là đầu trọc. Rồi chúng ta sẽ coi qua những cái clip này nha. Anh làm cái gì đây? Em làm cái gì đây? Những người đây nghe anh nói nè. Nếu như tụi em không dừng lại á, là tụi em sẽ bị lừa đảo hết á. Nghe chưa? Tùy tụi em thôi, tụi em lấy tụi em. Tôi cũng là biết chúng ta gặp thấy. Nghe anh nói chưa? Tụi em lấy là bị lừa hết á. Không có trường hợp nào lấy được lại được hàng nữa hết. Tất cả hiện tại bây giờ anh đang nắm chứng cứ là tầm khoảng 10 người bị lừa. Tất nhiên cái này người ta chỉ thông báo cho tụi em học cách bán hàng đa cấp. Sau đó người ta sẽ yêu cầu các em á lôi kéo những người khác vào. Đều bị lừa hết. Thì anh nói chưa, còn tùy tụi em nghe hay không nghe tùy. Anh muốn giúp đỡ tụi em thôi. Anh tên Lê Nguyễn, tôi có Facebook của anh thì biết anh. Thì anh đã giúp tụi em rồi đó. Anh là người bị lừa đúng không? Đấy, anh từng học với tụi em đó, anh từng ngồi với tụi em. Rồi. Anh này ảnh bất chợt ảnh xông vào công ty này, đương nhiên rằng là có những người đi theo hỗ trợ quay phim. Thì lúc đầu là tụi nó chưa che mặt, cho nên tụi nó cũng không dám làm gì khi thấy có người quay phim. Hoặc là đó chỉ là những nhân viên thôi, cho nên rằng là nó chưa có chuyện. Rồi bây giờ bắt đầu nó kêu một nhóm bịt mặt tới đánh cái nhóm người này. Đây là nhóm bịt mặt đây. Ta nói cho trực tiếp này này. Nhóm người bịt mặt bây giờ nó đeo khẩu trang vô và nó bắt đầu tấn công đó.
thằng đầu chọc, thằng sếp đó. Đó, chúng ta thấy nó cầm cây. Đó, thằng giám đốc xông vô, thằng đầu trọc là thằng giám đốc xông vô đánh trước để mà làm kích thích cái đám nhân viên. Rồi lúc này là nhóm người này là buộc phải bỏ chạy. Họ bỏ chạy là đúng, thì mới có cớ để mà công an vào cuộc và bắt cái đám này. Rồi và lúc này rằng là công an đã đến. Rồi công an đến. Rồi vô anh đầu trọc. Chúng ta chú ý đấy, anh sếp hồi nãy đánh rất hăng. Bây giờ đã được mời ra xe. Đấy, dán, dán thành công là phải cắt đầu trọc nha. Đó, thằng đầu trọc đó, thằng lừa đảo. Đó, các bạn thấy vẫn có những người là họ nhiệt tình nhưng mà không phải cái nhiệt tình nào cũng an toàn. Đó, đa cấp bây giờ nó đi kèm với cả côn đồ, cho nên có rất nhiều bạn trẻ mà dính vào không dám đi đòi lại tiền, dù các bạn biết có những người nhận ra nha là mình bị lừa nhưng không dám tới. Các bạn thử tưởng tượng đi một mình mà vào công ty nó, các bạn nhắm ra và lấy tiền không? Đi một nhóm người mà còn bị nó đánh như vậy, huống chi đi một hai người. Đó, vậy thì các em sinh viên ở đây chân ướt chân ráo, còn ngây thơ. Đó, sau khi mà mất tiền bị lừa, không dám đi đòi lại, tụi nó lấy tiền ở bằng những cái mảng này. Còn có những kẻ mà sau khi bị tẩy não, tiếp tay cho nó, tiếp tục làm giàu cho tụi nó, tham gia vào cái tổ chức của tụi nó, và thậm chí rằng là sẵn sàng bịt mặt cầm cây đi đánh, giống như cái đám của Alibaba đó. Tới khi tỉnh ngộ ngồi tù nha, nhiều khi chưa tỉnh đâu. Đó, nhiều khi chưa tỉnh đâu. Đó. Rồi. Thì các bạn thấy cái trường hợp tiếp theo là đa cấp. Đó. Vậy thì những cái mà để mà kiếm tiền bây giờ càng lúc càng nguy hiểm. Mà nguy hiểm hơn nữa là tụi nó cho vay nặng lãi, ma túy. Ở đây rằng hình ảnh một nữ đại gia ha, bị công an đưa về tận nhà tại vì là giao dịch ma túy đến nửa tỷ. Chúng ta xem nhé. Ngày 11 tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Tân Bình vừa phá chuyên án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phát hiện Nguyễn Hồng Đức, 29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên theo dõi. Qua đó, công an xác định khi có mối, Đức thường gặp Nguyễn Thị Hồng Thu, 42 tuổi và VMQ, 29 tuổi cùng ngụ tại quận Tân Bình để lấy hàng giao khách. Ngày 5 tháng 1, Đức chở theo một nam thanh niên trên xe máy đến đường Xuân Diệu, phường 4, Tân Bình thì bị đội cảnh sát điều tra thành phố về ma túy Công an Tân Bình ập đến kiểm tra. Công an thu giữ hai túi ni lông chứa ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng là hơn 5 gram ma túy đá. Vài phút sau, công an ập vào nơi ở của Thu và bạn trai trên đường Lưu Nhân Trú, phường 5, quận Tân Bình thì phát hiện một lượng lớn ma túy được chia ra nhiều túi ni lông cùng các tăng vật có liên quan. Thu khai mua ma túy của một người bên Campuchia tên là D, không rõ lai lịch, với giá là 450 triệu đồng cho 2 kg. Thu được xác định đã mua của D 2 lần với số tiền giao dịch là hơn nửa tỷ đồng. Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc. Đó, buôn bán ma túy đá. Chúng ta thấy rằng là người phụ nữ này trên tay đeo rất nhiều vàng vòng. Bình thường nếu các bạn nhìn vào rồi nó, ô chị ấy thật là sang, thật là quý tộc. À,
chị ấy buôn bán ma túy đấy ạ. Rồi, ở đây chúng ta cũng thấy trên mạng có những đại gia giàu có như là chủ nhân biệt thự Dắt Vàng đi. Đây, có những đại gia giàu có khoác lên mình chiếc áo doanh nhân, sở hữu nhiều tài sản có giá trị khiến ai cũng ganh tị. Nhưng sau khi bị công an bắt giữ, sự thật đằng sau lớp vỏ doanh nhân này mới được hé lộ. Đó, chẳng hạn như rằng là đại gia Thiện Soi bị công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, thì tên thật là Lê Thái Thiện, sinh năm 55 tuổi, chủ căn biệt thự Thiện Soi mặt tiền quốc lộ 51. Đó, cùng con trai là Lê Thái Phong, 20 tuổi, tội cho vay nặng lãi bằng giao dịch dân sự và rửa tiền. Đó, đây xin chúng ta nhìn vào gương mặt của anh Thiện đây, Thiện đại gia. Đấy, rồi biệt thự của anh. Rồi cũng ở một người khác, ông trùm Bùi Xuân Thành, đã sinh năm 77, tổ chức đánh bạc lên tới 1.000 tỷ. Rồi vua xăng dầu Ngô Văn Phát khởi tố ngày 8 tháng 9 năm 2020, cầm đầu đường dây buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, đó có khi lên đến cả hàng ngàn tỷ. Thì các đại gia này bình thường rằng là được rất nhiều người ngưỡng mộ về độ giàu có, nhưng cuối cùng thì sao? Thì ra là toàn là làm ăn phi pháp, cho đến lúc mà bị bắt, con số lên tới cả ngàn tỷ không. Giàu ghê chưa? Còn mới gần đây thì những cô gái mà buôn bán cái vốn tự có, rồi sau đó lên mạng cũng nói đạo lý, dạy làm người, rồi sau đó là mở vốn, mở shop kinh doanh, bây giờ trở thành những cái người doanh nhân thành đạt. Mới đây là cũng có một dạng doanh nhân bằng vốn tự có, vừa khóa môi một đứa trẻ và liên tục gây sự ngăn đan, nhưng mà cũng có một cái lượng fan rất lớn hâm mộ. Thế thì tôi ngạc nhiên rằng trong khi mà trên thế giới, khi mà ông Elon Musk được đưa lên là người giàu nhất hành tinh, thì lúc này là Twitter đã chúc mừng ông đạt một tài sản 190 tỷ đô la. Thì ông chỉ đáp lại là gì? How strange, lạ chưa. Và ông để câu thứ hai, well, back to work, thôi trở lại làm việc đi. Thì sau đó suy nghĩ, sau đó ông lại viết tiếp một cái lời nữa, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái lời trước đây của Elon Musk mà chúng ta coi rất ý nghĩa. Ý của ông là gì? Một nửa số tiền của tôi sẽ được làm để giải quyết những vấn đề trên thế giới, và một nửa còn lại là để giúp chúng ta có một cái cuộc xây dựng một cái thành phố trên sao Hỏa, để mà duy trì cái sự sống trong trường hợp trái đất bị tấn công chẳng hạn. Đối với những người giàu thế giới thì họ lại cố gắng tạo ra nhiều cái tiện ích cho cộng đồng, cho quốc gia họ và cho toàn thế giới. Thì những đại gia ở Việt Nam lại tập trung vào đánh bóng bản thân, vơ vét của cải cho bản thân, rồi làm cho chính những đứa con của họ là trở thành những đại gia, những thiếu gia, những công tử ăn chơi khét tiếng, thay vì rằng là cho chúng rằng là cái cách để mà chúng kiếm ra tiền, hay là dạy chúng đi theo con đường mà đúng đắn và phát triển tốt hơn. Thì đằng này là những ông trùm đại gia này cho những đứa trẻ, thậm chí mới 20 tuổi, mười mấy tuổi, cái ảo tưởng về quyền lực, đó, về sự giàu có. Rồi chính những cái đứa mà trẻ này nó còn quậy hơn cha nó. Nó dùng tiền để bao biện những cô gái trẻ mà ham giàu khác, và nó đã đẩy ra một cái nạn là chính những cô gái trẻ là bán thân dưới cái mác là cặp kè, cặp với những anh thiếu gia, những anh đại gia, chứ không phải nhất quyết không nhận mình làm gái, mà là mình cặp đổi cái tình cảm lấy vật chất. Và đó gọi là một cái tình cảm, một cái trao đổi sòng phẳng. Tôi có cái nhan sắc, anh có tiền, vậy thì chúng ta trao đổi, chứ tôi không bán thân.
Cho nên rằng là ra công an có bị bắt thì vẫn nói rằng là chúng tôi yêu nhau, chứ không nhận rằng là mình làm trong cái lĩnh vực mại dâm. Nó phá nát xã hội, phá nát hết. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là mục đích tôi làm cái video này và đưa cho chúng ta coi những cái bằng chứng vừa rồi để chúng ta thấy lại một điều nha. Từ trên xuống dưới là những cái kiểu kiếm tiền để mà bây giờ dân chúng nó tự hào. Nó tự hào là nó có tiền, nó tự hào rằng nó có quyền, nó tự hào rằng là khi nó có tiền rồi nó muốn nói cái gì cũng là đúng. Hôm bữa là tôi đi mua là mấy cái hộp gà nướng với là bắp xào ngoài đường, thì cái chị bán bắp chị mới nói sắp Tết rồi lo quá. Cái tôi mới hỏi chị, tại vì tôi mới vừa thấy mấy cái người mà bán lề đường khác là bị công an đuổi, xe công an vừa tới họ chạy tán loạn, thì cái chị này là bán trên lề đường bày bàn bày ghế ra đàng hoàng, là tôi biết là có chung rồi. Cho nên tôi hỏi có phải tháng này tháng chị phải cũng phải đóng tiền người ta mới cho chị mở bán đúng không? Chị nói đúng. Nói, mới bữa tôi hỏi cái bà bán phá lấu ở gần nhà, mở một cái xe phá lấu kê hai cái bàn nhựa, một tháng đóng 3 triệu. Đóng 3 triệu cho phường để được bán ở ngoài đường. Một cái xe phá lấu 3 triệu, vậy thì bao nhiêu cái xe còn lại xung quanh là bao nhiêu tiền? Đó. Vậy thì ngoài giang hồ ra là mình cũng có cái loại giang hồ khác nữa. Tôi mới hỏi tiếp chị, bây giờ nếu như mà mấy anh dân phòng nó vô nó ăn chị ăn uống á, chị có lấy tiền đó không? Chị nói không, nhiều khi phải cho nó thêm đồ nữa, cho nó thêm quà. Cái cô bán bắp của nó, cái này tôi biết, tại vì không cho nó kiếm cớ nó bắt nó dọn hết bàn ghế hay là mấy cái bảng đồ của người ta đem về, cho người ta mất công người ta lên lấy hoặc là chuột. Vậy thì ở dưới có mấy anh sếp con là mấy anh dân phòng. Nhưng mà ở đây rằng là tôi cũng không nói tất cả mọi người đều xấu nha. Cho nên những tên dân phòng nào mà hiện giờ là đang làm cái trò này bóp cổ của cái người lao động thấp thì nghe xong tự biết nhột. Rồi những tên cán bộ nào mà bị tha hóa, tôi không nói hết tất cả nha, vẫn có những người cán bộ liêm chính đáng tin. Nhưng mà những tên nào mà đang lấy những cái đồng tiền này thì cũng tự hiểu là bản thân của mình nó thối cỡ nào. Cho nên cái người lao động không biết một tháng bán bao nhiêu tiền, phải tốn mấy triệu để không bị đuổi. Đó. Cho nên hèn chi mà đi ngang qua cái cổng bệnh viện 115, nó bát nháo và nó dơ giấy với đủ loại hàng quán, xe cấp cứu nhiều khi không thể nào vào được. Vậy mà bảo vệ nó dửng dưng. À, công an dân phòng cũng không thấy đưa ra đuổi những người này. Thậm chí ăn xong dân tỉnh lẻ lên nó ăn xong nó vứt rác ngay tại chỗ, vừa dơ vừa bầy hầy. À, cho nên tôi nói thẳng ra một điều, cái xã hội của chúng ta tốt hay xấu không phải chỉ những nhà cầm quyền mà còn chính cả những người dân. Người bán muốn kiếm tiền, à, người ăn thì muốn kiếm cái chỗ ăn và xả rác, còn cái người cho phép cũng muốn được lấy tiền. Cho nên rằng là nó tạo ra một cái sự đồng lõa, cái sự đồng lõa để tất cả các bên đều có lợi. Cho nên nếu nói chống thì chống làm sao? Bây giờ các bạn ra, các bạn thấy cái chỗ bán lề đường nhếch nhác, dẹp đi, mấy người bán như vậy làm sao mà người ta đi ra đi vô xe cấp cứu nữa. Các bạn ngon, các bạn ra đó các bạn chửi mình, các bạn coi, coi coi các bạn có toàn mạng không hay nó chiên các bạn luôn. Rồi các bạn nói bây giờ chửi bán không được, chửi mấy khách đi, thứ gì đâu ăn xả rác lum vậy đó, muốn ăn về nhà ăn. Xin lỗi chứ nhiều khi mấy thằng khách nó còn cô hồn hơn bán nữa. Bây giờ chửi khách không được mà chửi thằng chủ cũng được, vô kiếm chuyện với mấy bảo vệ coi. À, hay là các bạn ra bên công an phường, mấy anh làm ăn cái gì mấy anh không ra đuổi. Người ta đã có một cái cơ cấu là lợi ích,
Đó, nói làm sao? Cho nên bình thường tôi cũng nói một điều, dạy con dạy cháu của mình, có những cái tôi nhìn ở ngoài nó rộng quá, cái sức của mình cũng có hạn, thôi thì mình bảo vệ những gì xung quanh mình trước đã. Đó, mình nói những ai cần nghe. Còn nếu như thấy chuyện bất công, bất bình, giúp được, ra tay được thì tôi sẽ làm. Còn nếu mà lớn hơn nữa, cần phải có những nhiều sự trợ giúp thì lúc này tôi cũng sẽ lên tiếng. Đó. Còn mình cũng không thể nào mà làm như là cái anh vừa rồi xông vào cái công ty đa cấp. Nói thẳng ra, chúng ta đều còn công việc, còn gia đình phải chăm lo. Cho nên đôi khi rằng là chúng ta nhìn những con người này, chúng ta ngưỡng mộ. Nhờ họ mà cái tên đầu trọc bị bắt ra phường. Nhưng rồi bị bắt ra phường, nó bỏ tiền ra, có khi nào nó lại được trở về, hay là nó chỉ cần dời trụ sở qua chỗ khác, rồi vẫn có những bạn thanh niên khác bị hại không? Vậy thì cái cốt lõi mà tôi muốn là gì? Những cái video tôi làm ra, tôi muốn nó được lan rộng. Những cái hình ảnh vừa rồi các bạn xem thì tôi muốn nhiều người được xem. Để mà chúng ta cùng phòng ngừa, cùng đấu tranh. Những em sinh viên mà lỡ nhưng mà nhận ra được và muốn đòi cái quyền gọi là công lý thì các em cũng biết là nên là đến đâu. Có thể các bạn sẽ kiếm tôi để tâm sự, hoặc là kiếm anh Billy Nguyễn vừa rồi để tố cáo. Cho nên rằng là hiện giờ có rất nhiều người, ngay cả là lên tiếng như là Cường Ken đi, thì hiện giờ là trên TikTok có phe đấu với Cường Ken, đó là Phan Bảo Long, một streamer, và Trương Đình Hoàng, một nhà vô địch về quyền Anh, hiện giờ đang chống lại cái phe bán thực phẩm chức năng của Cường Ken. Và có thêm một cái anh làm ở viện kiểm sát, Trương Quốc Anh, cũng đang theo dõi vụ việc này. Cho nên rằng là càng nhiều người có ảnh hưởng tới xã hội đó cùng lên tiếng với nhau thì cái tụi đa cấp này nó cũng sẽ dần dần thất bại. Cho nên đó là lý do mà tôi cũng muốn góp cái sức mình vào trong cái tập thể lớn mạnh này. Đó, mỗi người góp một chút để đánh bại bọn này và đem lại cái giá trị đúng nhất cho cái đồng tiền. Đó là đồng tiền từ cái sức lao động mới gọi là cái đồng tiền thật sự. Và cái sức lao động của các bạn là nó đi từ cái sáng tạo. Và cái sáng tạo của các bạn nó tạo ra cái sản phẩm và cái dịch vụ có ích cho cộng đồng, chứ không phải là những sản phẩm vô bổ như là cái tên thánh lầy cầm bô mà ăn. Nó cầm tiền nó bỏ vô túi nó, nhưng mà nó phá hoại luôn cả về cái nhận thức của giới trẻ, mà nó gọi đó là cái đồng tiền chân chính ư? Cái bọn trẻ trâu bây giờ ra đường nẹt bô, bạn chết nẹt bô, mặc ra đường vênh vênh váo váo là nhờ nó thần tượng những tên như thánh lầy này. Những tên mà lên mạng ngồi gãi đùi gãi chân mà cả triệu người theo dõi, sau đó là khoe nhà khoe xe giàu có, để cái bọn ngu, cái bọn trẻ này nó nghĩ rằng là khỏi cần học, lên mạng nói nhảm nói nhí ha, cũng kiếm được ra tiền, làm ba cái trò mà coi như càng điên càng khùng, lấy dao đâm mình, ai thách đổ xăng lên người là đốt ha, là đổ, thậm chí đổ xăng lên người khác đốt, miễn là có cái lượt tương tác cao, cái view cao là nó làm. Vậy thì có phải rằng là những đứa ngu này nó đang làm cho xã hội càng lúc càng nguy hiểm không? Mà nó gọi đó là đồng tiền chân chính. Cho nên tôi yêu cầu rằng, đề nghị rằng nếu như mà bạn nào mà có con em mình đang coi cái kênh của thằng Thánh Lầy này thì khuyên nó hủy, không theo dõi. Những cái kênh vô bổ này hủy, không theo dõi.
để tụi nó không kiếm ra tiền, thì lúc này nó mới tạo cái giá trị đúng cho những cái mà chất xám, những cái có ích, những cái bổ ích cho giới trẻ. Chứ không phải các bạn nghe xong rồi các bạn bỏ đó, nghe xong mình không tham gia, cấm luôn cả những người xung quanh mình, con cái mình, cháu mình, anh chị em mình theo dõi tụi này, thì lúc này là chặn cái đường tiền của tụi nó, để cho những thằng này nó đi làm, nó kiếm tiền đi, nó tạo ra, nó đi làm công nhân cũng được, nó còn có ích hơn là những thằng điên, thằng khùng. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúng ta cũng cùng chung tay để chống bọn này nhé. Đó. Còn những kẻ giàu từ những con đường này, tôi nói thật. À quên, chưa, còn cái này kể cho bạn nghe, nó mới hậu quả chưa chào được. Đó là cái câu chuyện mà tôi đọc được về vị đại gia mà trúng 42 tờ vé số. Ngày xưa anh này ảnh trúng 42 tờ vé số đó ở Long An, thì ảnh xuất thân chỉ là một cái người mà gọi là giống như là cửu vạn, một cái người mà vận chuyển thôi. Thì hai vợ chồng cũng gần 50 tuổi rồi. Đó, trúng số, trúng 42 tờ. Nè. Năm trúng là năm 91. Chồng là 55 tuổi, vợ 49 tuổi. Trúng một lúc 42 tờ. Và sau đó rằng là từ lơ xe, anh này đã mua được căn biệt thự. Đó, thay cho cái căn chòi đang ở. Rồi sau đó rằng là mở công ty vận chuyển, mua xe hơi. Nhưng rồi cuối cùng là gì? Sau đó người ta nể anh, gọi anh là đại gia. Nhưng chẳng biết sao sao, sau đó đùng cái là anh mắc nợ 17 tỷ. Bán cả biệt thự, bán xe cộ, bán hết mới đủ trả nợ. Sau đó hai vợ chồng gửi con cho bà ngoại, rồi lên hiện giờ hình như là đang ở thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Cái cuộc đời mà lên voi xuống chó nó như vậy. Cho nên rằng là những cái đồng tiền mà trời cho chưa chắc bền vững, tất cả phải đi từ khối óc, đôi tay. Và tôi vẫn thích những người mà tạo ra được những cái sản phẩm thật sự. Tôi vẫn không nể những cái người mà buôn bán đất được. Đó là những kẻ cơ hội. Đó không gọi là cái trí óc được, mà đó là cơ hội. Và đó là lý do mà nó đẩy cái nền kinh tế Việt Nam gọi là một cái nền kinh tế bong bóng. Hơn 99,9999% những kẻ giàu là có dính vào bất động sản. Và nó làm cho cái thị trường bất động sản hiện giờ biến động ảo, giá nhà ảo, con người ta không cần học hành, không cần gì cả, ngu dốt học tới lớp 2, lớp 3 đi làm cò đất vẫn được. Vậy thì có phải rằng là nó làm cho người dân càng lúc càng không cần học, và tin vào cái câu là gì? Không cần học cũng kiếm ra tiền. Mà đương nhiên rằng là với một cái lượng dân trí thấp quá lớn thì chúng ta thấy rồi. Dân trí thấp có nghĩa rằng là sự phân biệt đúng sai cũng sẽ thấp. Và đó chính là kẻ hở để cho những kẻ xấu lợi dụng. Thậm chí những kẻ mà lợi dụng các bạn để phá nát chính đất nước của chúng ta, tạo sự chia rẽ trong chính người dân trong một nước của chúng ta, là chính từ cái dân trí thấp này. Cho nên tôi vẫn không nói rằng là những tên tài chính hay là này kia là bất động sản là tôi nể đâu, mà tôi vẫn thích những người như là công nhân nè, những người mà phát minh nè, những kỹ sư nè, đó, những bác sĩ nè, những người đang làm những công việc thật sự. Và muốn làm được những công việc đó, họ phải học thật sự và họ phải rèn luyện đến mức mà họ thành tài. Đó là những con người tôi mới nể. Nha, và họ kiếm tiền từ chính cái vất vả của họ. Nể. Đó, chơi thể thao nể. Nha.
đó là những người đổ mồ hôi xuống để đổi lấy đồng tiền. Đúng nghĩa gọi là mồ hôi đến từ sự rèn luyện vất vả hơn người. Đấy. Thôi, đó là cái kết cho video này. Cảm ơn các bạn đã xem.